Mọi người ơi, vô đi ạ, vô đi ạ. Đừng thoát ra vội hộ em nhé. Để bắt đầu em tặng tranh nha các chị thân yêu ơi. Bắt đầu em tặng tranh ngay bây giờ đấy ạ. Hôm nào cũng nhìn em mà. Dạ. Hôm nay có mẫu rất là nhiều mẫu mới luôn các chị thân yêu nhá. Hôm nay có rất nhiều mẫu mới ạ. Thấy cái của chị nó bị lóa hay là nó bị gì đây ta? Lì nhóc, chào Lì nhóc nha. Hôm nay có rất nhiều mẫu mới luôn Nó ạ. lâu cái Chào. hình đúng không? Nó cứ nhè 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 đúng Đúng rồi. Chào chị Đào Thiết ạ. Chào chị, chào cô Tám nha. Các anh chị ơi vào đi ạ. Mỗi người cho em xin một nút chia sẻ. Bắt đầu em lên tranh tặng nha. Mỗi người cho em xin một nút chia sẻ để bắt đầu em lên tranh tặng nha. Em chào Hoàng Hải Nam nha. Chào chị Trương Lại ạ. Chào tất cả các anh chị ạ. Mọi người vào chia sẻ em một nút nha. Và bắt đầu em lên tranh tặng nha. Mọi người hôm nay muốn tặng gì ạ? Các anh chị thân yêu hôm nay mọi người muốn tặng gì nào? Hôm nay mọi người muốn tặng gì mọi người cứ comment cho em đi, em sẽ suy nghĩ. Hôm nay có mẫu tứ quý mới ạ. Tứ quý mới là em đã bỏ sỉ xong 200 bộ rồi, bây giờ em bắt đầu bán lẻ này các chị thân yêu. Tứ quý mẫu mới đã xong 200 bộ cho sỉ rồi nha. Còn còn chắc cỡ đâu chục bộ em bán lẻ nha các chị thân yêu. Rồi. Còn ai nữa không ạ? Còn ai mới vào chào em đi ạ. Rồi cái ông nước ngoài nào mà chào chị nói kìa. Vào chưa được à, vẫn chưa được bộ lựa được đây này chị. Bây giờ không con tứ quý mới này Lì Nhóc ơi, hôm nay có tứ quý mới nha gái ơi. Em chào chị Hồng Đào ơi, theo dõi em cái chị Hồng Đào nha. Ngày hôm nay có tứ quý mới là chị Hồng Đào, tứ quý mới rất là đẹp luôn nha. Em sẽ đi bộ tứ quý đầu tiên luôn, em sẽ đi bộ tứ quý đầu tiên luôn để cho các anh chị khoe cho các anh chị bộ tứ quý mới đẹp đến cỡ nào nữa. Bộ tứ quý mới em chỉ còn có chục bộ thôi nha. Em chào chị Phạm Mi Ngôn nha. Bộ tứ quý mới em chỉ có 10 bộ thôi, nên các anh chị ai nhanh tay thì được, mà hết tay thì à, quên. Chậm tay thì còn nha. Chậm tay thì còn. Trời ơi, nói chuyện nó cười gì đâu luôn á. Đúng là cái con hâm nha. Chào chị Trần Lâm Anh ạ. Rồi các anh chị ơi nào, bắt đầu em lên tranh tặng nha. Lên tranh tặng ngày hôm nay nè. Bắt đầu em lên tranh tặng nha các anh chị thân yêu ơi. Rồi, đầu tiên em sẽ tặng. Em tặng hôm nay em tặng toàn đồng hồ luôn cho các anh chị luôn nha. Để cho mọi người về treo nha. Rồi đầu tiên bức này. Em chào Mộc Lan nha, chào chị Hằng Nguyễn này. Đầu tiên là một bức đồng hồ nha. Đồng hồ, đồng hồ bức này đơn giản. Đồng hồ cá thôi nha các anh chị thân yêu ơi. Đồng hồ này, rồi đồng hồ chữ phúc hôm nay ta em sẽ tặng lộc tặng phúc cho các anh chị thân yêu này. Đồng hồ chữ phúc này. Đấy. Hôm nay em tặng luôn nha các anh chị thân yêu. Đồng hồ chữ phúc này. Rồi đồng hồ chữ phúc này. Bình hoa này. Rồi một bức cha mẹ này. Đấy các anh chị thân yêu nha. Cha mẹ này. Đấy em tặng luôn nha. Cha mẹ này. Đấy hôm nay em tặng cha mẹ này. Tặng đồng hồ này. Đây là mọi người ơi. Còn ai chưa chia sẻ em nhanh lên nha. Rồi em chào chị Lê Vân thân yêu nha. Đây. Ai chưa chia sẻ giùm em ngay đi nào. Chia sẻ giùm em. Múp lắm luôn, dạ cô Táo ơi. Anh ra nó múp mà, chị Hằng Nguyễn em chào chị yêu nha. Cực kỳ múp luôn à, mục đích của con là càng múp thì càng tốt. Con này, bụng mở hai đứa con rồi mà. Bây giờ có ốm cũng được. Thôi cái đồ mồi của mình là được mấy cái cục mổ thôi á. Rồi chị Phạm Út ok nè, tặng đồng hồ này nhanh các chị ơi. Ai chia sẻ là chia sẻ nhanh giùm em nha. Rồi thích cha mẹ rồi. Trần Trang hôm bữa em được tặng bức gì đó. Ta quên cha rồi. Hôm bữa chị gửi cho em bức cha mẹ đó Trần Trang thân yêu ơi. Hình như hôm bữa chị gửi cho em bức cha mẹ đấy. À, tặng chữ phúc đây Minh Khang ơi. Rồi mọi người chia sẻ nhanh lên các chị nào. Chia sẻ nhanh lên nào. Mọi người còn muốn chia sẻ là chia sẻ nhanh giùm em nha. Nè bức đồng hồ này. Rồi đồng hồ chữ phúc này. Đồng hồ chữ phúc này. Đồng phúc sinh tài đức gia đình thịnh này. Đấy thấy chưa, đồng hồ chữ phúc nha. Đồng hồ chữ phúc nha các chế nha. Bức cha mẹ này em chào chị Nguyễn Quỳnh nha. Đấy, đồng hồ chữ phúc này các chế này. Rồi ai đang xem chấm cho em phát đi ạ. Đồng hồ chữ phúc đây này. Đồng hồ chữ phúc này. À quên, đây là bức cha mẹ này. Bức cha mẹ hạt này. Trời ơi quá đẹp luôn, đính đá quá thẳng luôn. Quá tuyệt vời cho một cuộc tình luôn nha. Đính đá xong hết rồi nha các anh chị thân yêu ơi. Mọi người về chỉ việc lên cung em thôi nha. Rồi ngày hôm nay em bắt đầu tặng này chia sẻ rồi. Chị ơi Minh Khang ok nha. Mọi người ơi ai muốn lấy bức nào thì comment giùm em nha. Rồi đầu tiên thì mọi người sẽ comment giùm em là đồng. Mọi người chia sẻ đi, chia sẻ giùm em lên 20 nhóm. Sau đó quay đây comment giùm em chữ là đồng hồ chữ phúc cộng số điện thoại giùm em nhanh nào.
Đầu tiên là bức đồng hồ chữ phúc nha các anh chị ơi. Đồng hồ chữ phúc này, ai lấy đồng hồ chữ phúc, ai muốn tặng được bức đồng hồ chữ phúc thì chia sẻ nhanh giùm em. Sau đó quay đây comment giùm em tặng đồng hồ chữ phúc giùm em nha. Nhanh lên nào mọi người ơi. Tặng đồng hồ chữ phúc này, phúc sinh phú quý nha, thịnh thịnh này. Tặng bức đồng hồ chữ phúc cành hoa đào này nha, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cành hoa đào này này, mê chưa? Không mê không lấy tiền nha. Rồi, nhanh lên nào. Đầu tiên em sẽ tặng bức đồng hồ chữ phúc trước nha mọi người ơi. Đồng hồ chữ phúc này, các anh chị chia sẻ đi, xong đó quay lại đây comment giùm em chữ đồng hồ chữ phúc cộng số điện thoại giùm em nha. Nhanh lên, chia sẻ nhanh lên các anh chị ơi, chia sẻ nhanh lên nào. Rồi mọi người cứ comment lên thì em sẽ ghim cho ai, em sẽ ghim cho một người may mắn nhất nha. Nhắm mắt ghim nha các anh chị thân yêu ơi. Rồi đấy, Trần Trang kinh nghiệm này, bà Trần Trang chắc chắn là bà Trần Trang bà thế nào mà cũng giật giải cho coi. Và đồng hồ chữ phúc rồi, nhanh lên các anh chị ơi, còn ai chưa chia sẻ nữa không ạ? Chào chị Oanh Tạc nha. Rồi chị Hằng Nguyễn là đồng hồ chữ phúc này, nhanh lên đồng hồ chữ phúc này, đồng hồ chữ phúc cộng số điện thoại nha, nhanh lên các chị nha. Đồng hồ chữ phúc cộng số điện thoại này, đồng hồ chữ phúc cộng số điện thoại này, phúc sinh tài đức gia đình thịnh nha các anh chị ơi. Đồng hồ chữ phúc này, nhanh lên các anh chị ơi, mọi người cứ comment giùm em nha. Đồng hồ chữ phúc này, đồng hồ chữ phúc các anh chị nha, đồng hồ chữ phúc cộng số điện thoại giùm em nhanh lên nào. Em sẽ tặng 3 bức liên tiếp nha. Rồi còn ai nữa không ạ? Các chị ơi, đồng hồ chữ phúc cộng số điện thoại nha. Rồi Yến Hương ơi, comment đồng hồ chữ phúc cộng số điện thoại nha em nào. Đồng hồ chữ phúc nào, đồng hồ chữ phúc nào, đồng hồ chữ phúc giùm em nha. Chia sẻ nhanh nào, chia sẻ nhanh nào các chị ơi. Chia sẻ lên 20 nhóm giùm em nha. Chia sẻ lên 20 nhóm giùm em nha các chị thân yêu ơi. Rồi, nhanh lên nào, đồng hồ chữ phúc nha các chị ơi, đồng hồ chữ phúc. Em kiểm tra được bao nhiêu lượt chia sẻ đây nào. Đồng hồ chữ phúc nhanh lên nào các anh chị ơi, nhanh lên. Còn nút chia sẻ là chia sẻ giùm em thế nào. Em để em xem thử ai đã chia sẻ này. Đây, mới được cô Tám này, Trần Trang chia sẻ giùm em thôi. Các anh chị chia sẻ về chế độ công khai nha các anh chị ơi. Chia sẻ về chế độ công khai nha, không chia sẻ lên nhóm nha. À quên, không cho chia sẻ chế độ bạn bè nha. Yến Hưng này, đồng hồ chữ phúc này, nhanh lên nào, em sẽ ghim đồng hồ chữ phúc nha. Đồng hồ chữ phúc nha các anh chị ơi. Đúng rồi, Ru Xin ơi, chia sẻ đi Ru Xin ơi. Chia sẻ lên 20 nhóm giùm chị, xong comment giùm chị là đồng hồ chữ phúc nha. Ngày hôm nay chị tặng bức này nha. Ngày hôm nay chị tặng bức này nha. Chia sẻ rồi ok, chị Phạm Út này, chia sẻ lên nhóm và Facebook cá nhân để chế độ công khai chị Phạm Út nhá. Đẹp chưa? Cái này gắn đá xong rồi nha, chỉ cần về làm đồng hồ thôi, đẹp mê ly, đẹp tuyệt vời, đẹp khủng hoảng tinh thần luôn này. Đấy, đã gắn đá xong rồi, long lanh óng lánh óng ánh sao mai. Ừ, cảm ơn em, và nhiệt tình quá hả. Rồi Yến Hưng này, mọi người cứ comment giùm em nha. Chào Chí Hùa nha, mọi người cứ comment lên giùm em đi nào. Ai muốn được nhận quà thì cứ comment lên giùm em đi nào các anh chị ơi. Trần Trang này, nhanh lên. Đồng hồ chữ phúc này, Minh Khang này, đầu tiên này em sẽ ghi một người may mắn nhất nha. Đồng hồ chữ phúc này, rồi em sẽ ghi này, em sẽ bấm này, em sẽ bấm này, nhanh các anh chị ơi nha. Nhanh lên nào, Rubin ơi, chia sẻ nhanh lên. Em sẽ ghim cho một người may mắn nhất nha các anh chị thân yêu ơi. Em mới thấy được có mấy cái thôi, mới được có mấy cái comment thôi các chị ơi, nhanh lên. Đồng hồ chữ phúc nhanh lên. Chí Hùa ơi, comment đồng hồ chữ phúc cộng số điện thoại em ra nhá. Đây, đồng hồ chữ phúc này cộng số điện thoại bao nhiêu thế nha. Đồng hồ chữ phúc nha. Đẹp chưa, đẹp quá đẹp luôn này. Đồng hồ chữ phúc cộng số điện thoại bao nha. Rồi em sẽ ghim cho một người may mắn nhất này. Rồi, Facebook này em sẽ ghi cho chị Hằng Nguyễn nha, chị Hằng Nguyễn ơi. Rồi, chị Hằng Nguyễn này. Gì đấy? Hằng Nguyễn vừa được tặng rồi. Chị Hằng Nguyễn không vừa được tặng rồi à, chị Hằng Nguyễn ơi. Còn ai chưa được tặng nào? Rồi, em ghim cho bạn này nhá. Em ghim cho cô Phạm Út này, đồng hồ chữ phúc này. Rồi, chị Hằng Nguyễn ơi, chị Hằng Nguyễn được tặng và cô Phạm Út được tặng một bức nha, đồng hồ chữ phúc luôn này. Đồng hồ chữ phúc cho hai người, chị gái ơi. Phạm Út và Hằng Nguyễn nha, chị gái ơi. Chị Hằng Nguyễn còn ở đây không ạ? Hằng Nguyễn còn ở đây không ạ? Tiếp tục em sẽ tặng một bức bình hoa nha, các chị đẹp ơi. Tiếp tục em sẽ tặng một bức bình hoa nha. Minh Khang, chị ơi còn em, đây đây. Bức bình hoa này, tiếp tới em sẽ tặng một bức bình hoa treo phòng ăn hoặc treo đường lùi nha các chị thân yêu ơi. Một bức bình hoa nha, cực kỳ đẹp này. Bức bình hoa này đẹp lắm, đẹp mê hồn luôn. Em tặng bức bình hoa này nha. Tặng bức bình hoa này các chị nha. Rồi, ai muốn được tặng bình hoa comment giùm em tặng bình hoa đi ạ. Chị Hằng Nguyễn ơi, chị còn ở đây không chị gái ơi? Chị còn ở đây không? Ok nha.
Hằng Nguyễn hôm bữa được tặng cái gì chị? Một cái đồng hồ hạnh phúc. Chị Hằng Nguyễn hôm bữa được tặng rồi hay là nhiều phần quà cho người khác thì chị Hằng Nguyễn? Chị Hằng Nguyễn hôm bữa được tặng rồi, bây giờ chị Hằng Nguyễn tặng nữa chắc người ta kiện chết. Sốc chị Phúc, cảm ơn em. Rồi ok nha chị Phạm Út nha. Rồi tiếp tới này, tiếp tới là một bức bình hoa này. Còn ai lấy bình hoa thì comment cho em bình hoa nhanh nào. Bình hoa cộng số điện thoại vô nha mọi người ơi. Bình hoa này, bình hoa này, ai lấy bình hoa comment cho em bình hoa nha các chị ơi. Bình hoa này, ai lấy bình hoa comment cho em bình hoa nào nhé. Lo hàng kia chị ơi. Lộ hàng hả? Lộ hàng gì á? Đâu có đâu. Ông giỡn tôi quá trớn nghe không? Tôi giết cái đầu đó nghe. Giỡn đó. Tặng bình hoa đây, cô giáo trẻ nhanh lên nào mọi người ơi. Chia sẻ nha. Bà có thấy có nãy giờ không? Có. Có đâu hả? Chị thấy chị comment cái gì đây? Chị Hằng Nguyễn. Không thấy nói gì đâu. Chị Hằng Nguyễn thank you em rồi nè. Chị Hằng Nguyễn thank you em rồi nè. Đây, còn một bức bình hoa này. Còn ai lấy bình hoa nào không? Comment nhanh nhanh giùm em là bình hoa nha. Bình hoa em chốt cho ai đây nào? Tặng bình hoa nha mọi người ơi. Bình hoa này. Mọi người ai lấy bình hoa thì comment bình hoa nha. Rồi tiếp theo là bức đồng hồ này. Như vậy đâu công bằng hết chứ. Rồi bây giờ thì bây giờ chơi làm sao? Bây giờ muốn chơi làm sao? Đoán số tờ tiền đi chị. Đưa em một tờ tiền coi. Có tờ tiền nào không? Rồi bây giờ này, tặng quà đi. Em đi chế Huệ Minh Trần nó chia sẻ cho chế đi. Rồi bây giờ lấy em một cái tờ giấy xanh xanh kia. Đây này, nghe chị Trần này. Đây này, có một đơn này. Rồi, bây giờ thôi chơi như vậy mọi người, không comment, không công bằng thì bây giờ em chơi như này nha mọi người nha. Rồi, đoán hai số cuối tờ tiền nha các chị đẹp ơi, đoán hai số cuối tờ tiền nha, nhanh lên nào. Bây giờ đoán hai số cuối tờ tiền nha. Em lại nói ghim lại mọi người nói lại không công bằng nữa, tội khổ. Bây giờ cứ ai may mắn đoán súng hai số cuối tờ tiền thì là mọi người được quà nha mọi người nha. Nhanh lên nào. Bây giờ em ghim như thế mọi người là kêu không công bằng, lỡ em lại nói ghim cho người quen nữa khổ. Cô giáo trẻ thấy em nè. Cô giáo trẻ sao mới lên đây chạy qua bên đây rồi. Đây số 10 chưa đúng này, số 11 chưa đúng này, nhanh lên. Đoán hai số cuối tờ tiền nha. Bây giờ dành cho ai may mắn nhất này. Trần Trang được nhận quà này, Quang Huy được nhận quà này nè. Chị Phạm Út được nhận quà này nè. Nhanh lên mọi người nha. Chị Nguyễn Hồng Đào bốc xăm đi em. Không bốc xăm được chị, bây giờ không có thời gian bốc xăm. Các chị ơi nhanh lên comment giùm em số cuối hai số điện thoại hai số cuối của tờ tiền này nha, để được nhận ngay một bức đồng hồ nha. Đồng hồ hay là bình hoa này? Đầu tiên là bức bình hoa trước đi. Mình chơi 2 lần nha mọi người nha. Mình chơi 2 lần luôn. Chơi 2 lần luôn. 4, 6, 5, 5, 19, 4, 7, 80 chưa đúng này. 4, 7 chưa đúng này. 0, 1 chưa đúng này. 7, 9 chưa đúng này. 52 chưa đúng này. Nào nhanh lên mọi người ơi. Đoán hai số cuối tờ tiền nha. Hôm nay dành cho ai may mắn luôn. Trần Trang 90 chưa đúng này. 80 chưa đúng này. 50 chưa đúng này. Các chế này 25 chưa đúng ạ. 32 chưa đúng ạ, 21 chưa đúng này, 51 chưa đúng này, 29 chưa đúng này, 31 chưa chín này, 20 chưa đúng này, 65 chưa đúng này các chị nha, 19 chưa đúng ạ, 56 chưa đúng này, 59 chưa đúng này, 87 chưa đúng này, 18 này, 00 này, 10 này, 23 này, đấy, 58 này, 1 này, chưa đúng nha các chị ơi, 11 chưa đúng này, 81 chưa đúng này, anh Lộc nói gì hả chị? Nói một chút, chứ sao nhỏ. Trần Trang này, 49 chưa đúng này, 12 chưa đúng này, 14 chưa đúng này, 10 chưa đúng này, 96 chưa đúng, 14 chưa đúng, 67 chưa đúng, 19 chưa đúng. Rồi, em đã thấy có người trúng rồi, người này lại may mắn lần thứ hai đấy các chị ơi. Bé này hôm nay không mua cho chị là chị phạt em chết keo nha em gái nha. Rồi, bạn Trần Trang đã trúng rồi, chính xác rồi, đây là số 55 nha các chị ơi. Số 55 nha, Trần Trang đã chính xác rồi này, thấy chưa? Bà kiện đúng quá mà, bà kiện là bởi vì bà trúng. Ác nhân thiệt đấy chứ, thà mà bà không trúng thì mình không nói. Bà kiện chị chơi không công bằng đấy, bây giờ công bằng chưa? Được chưa? Được tặng bức đồng hồ mừng chưa? Trần Trang. Rồi tiếp tới một tờ nữa, đưa đây. Tiếp tới một tờ nữa nha. Một tờ nữa nha các chị thân yêu ơi. Một tờ nữa này. Một tờ nữa em tặng bức bình hoa nha. Một tờ nữa tặng bức bình hoa là mọi người comment chấm chấm giùm em đi. Chấm chấm lên để qua hết cái vụ này đi. Rồi bắt đầu mình chơi vụ khác nha mọi người. Chấm chấm cho nó qua hết cái vụ này đi nào. IQ cao. Mà lăn quá. Em thích cha mẹ à, tặng bức đồng hồ rồi em gái ơi. Cha mẹ hôm bữa được tặng rồi. Chị đưa cho em cái điện thoại của em xem thử bao nhiêu lượt chia sẻ đây nào. Các chị ơi chia sẻ nhiệt tình lên. Trời ơi có 60 người em chán quá. Em chẳng muốn chơi, nóng muốn chết đây nè. Rồi mọi người ơi chấm chấm cho cái qua cái đoạn trẻ này đi nè. Qua cái đoạn này đi rồi bắt đầu mình chơi tiếp nha mọi người nha. Các chị gái ơi nhanh tay lên.
chị ơi, gái ơi, nhanh tay lên nào. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi? Chưa gì mà mọi người nhiệt tình comment dữ ấy. Bao nhiêu lượt chia sẻ rồi nào? Bắt đầu chơi cái này nha. Bắt đầu chơi cái này nha các anh chị ơi. Rồi mọi người comment lên đi giùm em nha. Rồi, trời ơi, bây giờ mới lên được có 20 lượt chia sẻ thôi. Các chế nào nhanh lên. Thu Lý ơi, cô giáo trẻ ơi, chia sẻ nhanh nhiệt tình lên mọi người ơi. Lê Mỹ Ngọc chia sẻ nhiệt tình lên giùm em nha. Chia sẻ nhiệt tình lên các anh chị ơi. Không chia sẻ nhiệt tình là không có chơi nha. Chơi như vậy là chơi gian nha. 18, 15 chưa đúng rồi các chế nào. Nhanh lên. 33, 11 này, 55 chưa đúng này. 36 này, 45 này, 87 này, 27 này, 77 này, 12 này, 24 này, chưa đúng này các chị này. 77 chưa đúng, 67 chưa đúng, 58 chưa đúng, 15 chưa đúng, nhanh tay lên. Chia sẻ nhiệt tình lên, các anh chị mà không chia sẻ nhiệt tình em không chơi như vậy đâu. Chơi như vậy là chơi gian, chơi như vậy là chơi xấu. Chúng ta có qua có lại sao mọi người ơi. Rồi em đã thấy có người comment chính xác rồi nha mọi người nha. Em đã thấy có người comment chính xác rồi. 46253 chưa đúng này. Em ghim người này lên nha các anh chị ơi, ghim ngay lập tức này, em thấy người này chính xác rồi này. Rồi, số của bức này là 23 nha các anh chị thân yêu ơi. 23 này, bên này không có ai comment 23 hết này. Rồi, đây là số 23 nha các anh chị đẹp ơi. Minh Khang nha. Minh Khang được tặng bức bình hoa nha mà. Số 23 này, đây là số 23 nha các anh chị đẹp nha. Rồi, em đã thấy người chính xác rồi. Minh Khang cuối cùng thấy chưa? Theo em được cuối cùng cũng trúng thôi, không thể trật được nào hết. Minh Khang trúng rồi nha Minh Khang ơi. Chúc mừng Minh Khang nha. Rồi bắt đầu lên tranh theo sản phẩm này. Minh Khang không phải, Minh Khang tấm bình hoa chị gái ơi, còn bức đồng hồ đó của Trần Trang nha chị gái. Rồi em bắt đầu lên tranh theo kỷ lục. Hôm nay giới thiệu cho các chị một mẫu túi quý mới nha bẹp ơi. Túi quý mới đâu bẹp? Đây, túi quý mới đâu, em sẽ giới thiệu cho mọi người túi quý mới này. Minh Khang rồi, đúng rồi, Minh Khang trúng rồi nha. Gì á, Trần Trang mà mê Minh Khang quá sao mà comment Minh Khang vậy bà Trần Trang. Ôi hạnh phúc quá chị ơi. Rồi, bắt đầu em lên túi quý mới đây. Túi quý mới này các chị ơi, đẹp chưa? Đây là bức đông nha, đông cái hoa mổ đơn này. Đẹp chưa? Đẹp khủng hoảng tinh thần nha. Còn đây là hoa gì? Hoa cúc đúng không? Mùa thu hoa cúc nè. Đây là bộ túi quý mới nha các chị đẹp ơi. Túi quý mới nha. Túi quý mới quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Không đẹp không lấy tiền luôn nha. Bộ túi quý mới này. Trời ơi, đẹp lắm. Chỉ có 400 nghìn một bộ thôi nha. Có nha mẹ không chị? Có nha gái ơi. Hả? Ừ, tặng em bước đi chị Huệ Trinh Trần ơi. Cứ theo dõi chị đi, sớm muộn gì cũng nhận được quà của chị thôi. Sớm muộn gì cũng nhận được quà của chị thôi. Ngày nào chị cũng tặng mà. Có cha mẹ không chị? Có gái ơi, chờ chị tí nha. Rồi nè, hôm nay là đầu tiên ra mắt bộ túi quý này nên em bán 400 nha. Sau ngày hôm nay em bán 450 nha các anh chị ơi. Sau ngày hôm nay em sẽ bán 450 vì giá gốc của bộ này là 400 rồi. Sau ngày hôm nay em sẽ bán 450. Bây giờ, ngay bây giờ ai đặt hàng bộ này còn 400 nghìn một bộ 4 bức nhá. Tranh theo lụa này. Ngay bây giờ ai đặt hàng thì bộ này còn 400 nghìn một bộ nha. Ai lấy tứ quý comment nhanh dùm em tứ quý cộng số điện thoại nha. Bức xuân này cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi, chia sẻ rồi em cảm ơn chị Thái Phạm nha. Có xem để ủng hộ, cho bé xem để ủng hộ. Rồi ok nha, đầu tiên sẽ xem bộ tứ quý này nha mọi người nha. Rồi em đi cha mẹ rất nhiều mẫu luôn nha gái ơi. Hôm nay còn Di Lặc đánh đá hết rồi. Trần Trang cho em xem tí lè lê ngô ở đây này. Bức hạ này cực kỳ đẹp nha. Hạ này, cái này là thêu lụa nha. Lại ngô muốn xem gì nhỉ? Lại ngô đã cho xem gì? Cho xem ti hả? Bậy nha. đây là bức thu này, bức thu hoa cúc này đẹp lắm. Đây bộ này bây giờ, ngay bây giờ ai đặt bộ tứ quý này còn 400 thôi nha các chị ơi, được miễn phí ship nha. Xem hàng mua thôi, ừ xem hàng nào mua thôi, nhanh lên. Nào mọi người, đây là bộ tứ quý nha, bộ tứ quý này mới nhất nha. 400 nghìn một bộ nha các anh chị ơi, 400 nghìn một bộ này. Tứ quý xuân hạ thu đông mẫu mới nhất này, 400 nghìn một bộ nha. Rồi ai thích mẫu khác thì comment giùm em mẫu khác nha. Bức này cũng, bộ này là 350 nghìn một bộ này, đông này. Đông ngâm bạch tuyết thi này. Bộ này cũng là tung cúc trúc mai nha, chỉ có 350 nghìn một bộ thôi này. Mọi người lấy bộ 400 nghìn hay 350 nghìn thì comment nhanh giùm em nha. Đấy, xuân này, xuân du phương thảo địa này. Bộ tứ quý bình thường này là 350 nghìn một bộ nha các anh chị ơi. Còn bộ mới là 400 một bộ nha các gái nha. Được miễn phí ship. Cái này em bán được miễn phí ship và được xem hàng trước khi nhận luôn. Nên các chị yên tâm nha. Được miễn phí ship nha. Được xem hàng trước khi nhận nha. Rồi đây là bức hạ này. Hạ thưởng lục hà trì này.
Thu này, Thu ẩm hoàng hoa tửu này. Đấy, đẹp chưa? Một bộ 4 bức này chỉ có 350.000 thôi, cực kỳ rẻ luôn. Cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp nha. Lại ngô. Chặn mẹ đứa lại ngô đấy, thằng nào mất dạy. Mà quên mẹ rồi. Chặn ngay lập tức. Không biết là cha sinh mẹ đẻ bằng cái đường nào không biết mà sao bậy thế không biết nữa. 400 hai đặng anh Hải Đặng Hoàng ơi, lấy bức bộ 400 thì comment giùm em số điện thoại nha. Ví dụ ai lấy bộ tứ quý 400 thì comment giùm em số điện thoại cộng độ tứ quý 400. Ai lấy bộ tứ quý 350 thì comment giùm em bộ tứ quý 350.000 cộng số điện thoại ngay nha các chị nha. Đây là bức phú quý bình an này. Chị có tranh chữ nhẫn không ạ? À? Gái ơi, hình như chị hết chữ nhẫn rồi ấy. À Minh Khang ơi, hình như hết chữ nhẫn rồi. Rồi đây là bức phú quý bình an nha, phú quý bình an đẹp chưa? Phú quý bình an này, vinh hoa phú quý niên trường thọ, phúc lộc an khang tuế cát tường nha. Mẫu này là cũng mẫu mới nhất. 250.000 bức này nha. Cho à chị yêu cho em xem bức nào 1m250 y chị có nha. Phạm Thiêu Châu ơi, chờ chị tí nha. Chị có nha, 1m250, ví như em cụ thể muốn xem bức gì, thuận buồm xuôi gió, cá ngựa, chim công gì đó thì comment giùm chị nha. Rồi, bức phú quý bình an này. Vinh hoa phú quý niên trường thọ, phúc lộc an khang tuế cát tường. Bức này chỉ có 250.000 thôi nha các anh chị thân yêu ơi. 250.000 bức cá này nha. Ai lấy bức cá này 250.000 nha. Hải Đặng Hoàng ok, Hải Đặng Hoàng lấy bộ tứ quý 400 này chị gái ơi. Rồi, một bộ tứ quý đầu tiên đã đi ra rồi nha mọi người nha. Chỉ có bộ này em chỉ còn có 10 bộ duy nhất thôi. Không còn đến 11 bộ đâu nha mọi người nha. Không còn tiếp tục. Em chỉ còn đúng 10 bộ thôi nha. Rồi, em còn bức ngựa này. Có loại 3 bức không? Có Nguyễn Hồng Đào ơi, loại 3 bức là phúc lộc họ như sau lưng gái này nha. Chỉ có 190.000 một bộ nha. Em cặp cá chép xưa còn không? Còn nha gái ơi. Cặp cá chép còn nha. Chị ơi có ở đây rồi. Đây. Ở đâu đấy? Đây nha. Đây là bức ngựa này. Bức ngựa này 300 nha. Mã đáo thành công 300 này. Có ai lấy bức ngựa này 300 không ạ? 300 nha các chị ơi. 300 này. Mã đáo thành công 300 này. Có ai lấy bức ngựa này 300 comment em ngựa 300 cộng số điện thoại nha. Em nói chuyện vui nhỉ. Chị ơi. Bình thường. Rồi cặp cá này 250 này. Trần Trang em hỏi cặp cá này hả gái? 250 cặp cá hai con này nha gái ơi. Đấy 250 này hai con này, Lý Ngư Vọng Nguyệt này, đẹp chưa? Cái này mọi người lên khung là nó có ý nghĩa là cá chép là cầu tài lộc này, cầu may mắn này, cầu hạnh phúc này, cầu tài cầu rất là nhiều thứ nha. Cặp cá hả? Cặp cá này hả gái ơi? Đây cặp cá này 250.000 một cặp hai con nha. Hai con cá này về chiên cả mấy chục năm không chết nha mọi người nha. Đấy, cá chép là cầu sức khỏe này, cầu tài lộc này, cầu may mắn này, cầu thịnh vượng nha. Cho em xem y chị đẹp kêu hóng người hóng mít ok nha. Rồi bây giờ bộ 3 bức mình giam cho các bạn xem bộ 3 bức này. Này, chị cho em bộ gì đó 3 bức. Rồi, đầu tiên em sẽ cho mọi người xem một bộ tâm trí nhẫn nhá. Tâm trí nhẫn một bộ 3 bức này. Tâm trí nhẫn này. Để đọc giùm em với. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Đấy là chữ nhẫn này. Đây là chữ trí này. Trí dũng song toàn lưu hậu thế, anh hùng vang dội đất phương Nam. Đây là chữ tâm nha các chị nha. Mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại đời thông dong nha. À, Bảo Nhi sao mình mua hàng mà không thấy trả lời? Bảo Nhi ơi, em không có thấy chị comment với không thấy chị inbox ấy. Mã đã thành công giá bao nhiêu? 300 nha chị Ngà Trần ơi. Có làm khung lông không công chị? À, Trần Trang lấy cặp cá hả? Ok nha Trần Trang nha. Có làm, chị không có làm khung tại vì chỗ chị đang mưa to lắm, chị không có làm khung được. Các chị mà ai cũng muốn làm, cũng muốn bán hết á. Rồi một bộ 3 bức này, tâm trí nhẫn nha các gái ơi. Tâm trí nhẫn nha các chị thân yêu ơi, tâm trí nhẫn này. Một bộ 3 bức là 450.000 nha. Được miễn phí ship và được xem hàng trước khi nhận nha chứ các chị ơi. Tâm trí nhẫn nha. Một bộ 3 bức tâm trí nhẫn này. Rồi em sẽ đi một bộ 3 bức phúc lộc thọ tiếp nha các chị thân yêu ơi. Có. Rồi còn mã đáo thành công đó 300 thôi nha các chị ơi. Còn bức mã đáo thành công 600, chờ em 5 giây nha mọi người nha. Rồi. Ở trong hình ý. À chị không thấy, chị tí là chị ra chị thấy thì chị trả lời em nha. Nha, Bảo Nhi. Rồi, bức đồng quê này 300 này, theo lụa này 300 đẹp chưa?
300 đồng quê 300 nha. Cho bố, cho bộ con ngựa sao? Cho bộ con ngựa. Thu Lý ơi, chị lấy con ngựa hả? Cắm giùm em xà cho chị kéo đây. Chị lấy bức con ngựa 300 mà chị Thu Lý comment giùm em số điện thoại lên nha chị ơi. Số điện thoại lên nha. Chị này gắn cái này kéo đầu đây xong lấy cục sạc kéo lại nha. Cha mẹ xem đi chị, ok nha chị Huế Nguyễn ơi. Rồi bức đồng quê này 300 nha. Ai chốt đồng quê 300 là chốt giùm em cộng số điện thoại vô nha các chị ơi. Đồng quê 300 nha. Cha mẹ này em có mẫu này cha mẹ này. Để em lấy mẫu cha mẹ cho các chị xem nha. Cha mẹ đâu ta? Của cậu đâu rồi? Cho xem. Đây Thu Lý ơi. Bức cha mẹ mình còn bức cha mẹ nào không chị? Còn bộ hai bức cha mẹ đúng không chị? Ừ. Đây em còn một bộ hai bức cha mẹ như này ạ. À. Chị Huế Nguyễn. À, cho bức con ngựa chị Thu Lý ơi, chị Thu Lý. Bức con ngựa 300 hả chị? Chờ tí nha chị gái ơi. Này, đây là bức mẹ này. Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên nha. Có hạt luôn nha. Có bức hạt nha. Đây cha này. À, trăng khuya trăng rụng xuống cầu vì con cha mẹ dãi dầu nắng mưa. Vợ chồng chị ok nha Minh Khang. Mã đó thành công dài bao nhiêu? Chị Ngà Trần ơi có kích thước nha. Rồi bức cha mẹ này là 30-75 nha. Minh Khang không vợ chồng không. Minh Khang không lấy vợ chồng. Ý là Minh Khang hỏi bức vợ chồng. Rồi đây là bức vợ chồng này 200 này. Có con hạt nha bạn từ từ nha. Vợ chồng 200 này. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương 200 nha. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương 200 nha các chị thân yêu ơi. À, đọc kích thước luôn đi. Kích thước của bức này là 50x70 nha. 50x70. Các anh chị lên không là thành 91m nha. Có vợ chồng không? Đây vợ chồng này 200 nha các bạn gái ơi. 200 ạ. À. Còn bức vợ chồng công nữa đúng không mẹ? Rồi ngựa em bức vừa rồi là 300 nè. Rồi bức nào 300 quên cha rồi. Đây nè. Rồi bức này 300 này. Ngựa này mã đá thành công. Bức này 300 nha. Có một bức duy nhất thôi. À, đóng luôn không không. Em đóng không đóng không nha. Cha mẹ giá sao chị? Cha mẹ giá 250.000 một cặp hai bức nha. 250.000 một cặp hai bức này. Ngựa này. Ngựa này 300 nha các chị ơi. Ngựa này 300 này. Ngựa này 650 này. Ai thích thấy ngựa nào thì lấy nha. Anh Hoàng Hải đang lấy vợ chồng luôn vào. Ok giùm em cái. Anh Hoàng Hải đang ơi. Rồi ok lấy vợ chồng luôn ạ. À, vợ chồng chỉ có 200 thôi nha. Rồi mã đá thành công này. Mã đá thành công bức rất to luôn nha. Mã đá thành công này 650 nha. Mã đá thành công 650. Kích thước là 81m2 nha. 81m2 ạ. 650 ạ. Theo hay đá vậy? Cái này là theo nha. Theo chỉ lụa nha các bạn ơi. Theo chỉ lụa nó khác theo chỉ thập. Theo chỉ thập là hình chéo chéo. Còn theo chỉ lụa này các bạn thấy không? Theo chỉ lụa nó rất chi là thật cái hình ảnh luôn nha mọi người nha. Theo chỉ lụa này. Em không có, hình như không có chữ nhận là chị Hằng Nguyễn đâu, em không có chữ nhận nha. Đây ngựa này đẹp chưa? Ok đó, nha, anh Hải Đặng Hoàng nha. Gì? Đồng quê kích thước bao nhiêu? Chờ em lên đồng quê nha mọi người nha. Đồng quê bức 300 đó là 50x70 nha chị Thái Phạm ơi. Có vợ chồng mà hình nền màu trắng không chị? Không, không có màu trắng. Chờ tí chị có mấy mẫu giống giống như vợ chồng nhưng mà không phải vợ chồng. Em chờ chị tí xíu nha. Rồi bức có con hạc này, bức này là bức tài lộc nha. Ai làm ăn buôn bán thì nên treo bức này. Đây là bức tài lộc này. Đa lộc, đa tài, đa phú quý. Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm nha mọi người. Đẹp chưa? Đa lộc, đa tài, đa phú quý. Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm. Bức này 250 nha. Bức tài lộc này 250 ạ. Có ai chốt bức tài lộc thì chốt giùm em tài lộc cộng số điện thoại nha. Chỉ có 250.000 bức tài lộc này thôi nha. Mọi người nào làm ăn buôn bán hay là mọi người làm ngành nghề liên quan đến kinh doanh thì mọi người nên treo bức tài lộc này nha. Cho em xem cha mẹ cô giáo trẻ. Chị tìm bức cha mẹ em với. Cha mẹ gắn đá được không cô giáo trẻ ơi? Có vợ. Cha mẹ gắn đá được không ạ? Bức tài lộc này 250 nha các chị ơi. Tài lộc. Mọi người mua bức này là về cả tài cả lộc đầy đủ luôn nha mọi người nha. Cha mẹ gắn đá được không cô giáo trẻ? Chị lên cha mẹ gắn đá cho. Bảo Nhi còn mình cho mình bức tài lộc các bạn ơi. Mọi người lấy tài lộc thì comment giùm em tài lộc cộng số điện thoại nha. Rồi đây là một bức lộc theo nha các chị thân yêu ơi. Mọi người thấy lộc đá thì là bình thường đúng không ạ? Mọi người lộc theo này 200 nha. Kích thước bao nhiêu? À bức tài lộc nó kích thước 50x70 nha bạn gái ơi. Bỏ bức vợ chồng anh Hải Đặng Hoàng không lấy bức vợ chồng anh chị gái nha. Bỏ hả? Rồi Bảo Nhi lấy gì ạ? Bức tài lộc này Bảo Nhi lấy bức tài lộc nha.
Rồi, có bức cha mẹ này nữa nè. Cha mẹ này nữa nha. Cha mẹ nhận một đời bảo tố để cho con mãi mãi bình yên. Bức này 200 luôn nha. Cha mẹ này, 200. Cha mẹ nhận một đời bảo tố để cho con mãi mãi bình yên, 200 nha. Rồi, tài lộc nhé. Anh Hải Đặng Hoàng lấy tài lộc nữa kìa chị kìa. Cho mình bức tranh ngựa 300. Chị Thu Lý, ok, chị Thu Lý nha. Chị Thu Lý bức tài. Tài lộc bao nhiêu? 300. À quên, tài lộc 250 ạ. Bức tranh ngựa 300 nha chị gái nha. Chị Thu Lý bấy bức. Rồi, đây ạ, cha mẹ lấy 200 nha các chị ơi. Bức vợ chồng lấy tài lộc, ok nha anh Hà nha. Rồi, bức cha mẹ này 200 nha. 200, cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ luôn. Thay vì các chị phải mua về thêu thêu đâm đâm chọt chọt, nó lại không bao giờ đẹp như thế này nha. Bức này cực kỳ đẹp luôn, bức cha mẹ này chỉ có 200 thôi. Rồi, bắt đầu. Bức lộc này 190.000 luôn nha. Em xả luôn ngày hôm nay, xả luôn. Em chỉ còn có 2 bức lộc thôi. À, Bảo Nhi, bức cha mẹ nữa. Ok, Bảo Nhi lấy một bức cha mẹ này nha. Chị gái này. Rồi, Bảo Nhi lấy một bức cha mẹ này nha. Rồi, bức tài, bức lộc này. Lộc đủ đầy, no ấm quanh năm nha. Bức này là theo lụa nha các chị ơi. Bức này 190.000, bức lộc này có ai hốt không ạ? 190.000 bức lộc này nha. Lộc đủ đầy, no ấm quanh năm này. Đổ thấp vào nhà này, đấy. Tiền tài vô như nước này, 190.000 nha. 190.000. Các bạn ơi, mọi người lên địa chỉ giùm em luôn đi các chị ơi. Lên địa chỉ giùm em đi ạ. Miễn ship nha các anh chị ơi. Đồng quê con chị gái ơi. Cái đồng quê nhỏ này mới có rồi. Rồi, chuẩn bị em lên mẫu mới nữa nha các anh chị thân yêu ơi. Đặng Thị Phấn có vợ Huế Nguyễn, cha mẹ 200 này. Chị Huế Nguyễn lấy cha mẹ 200 nha. Em sẽ miễn ship cho các anh chị nha. Nếu như các anh chị chia sẻ giùm em nha. Ai còn chưa chia sẻ thì chia sẻ ngay đi ạ. Rồi, bức cá này nha. Phú quý bình an này, vinh hoa phú quý niên trường thọ phúc lộc vô biên tế cát tường này. Bức này chỉ có 250 thôi nha. Bức cá 250 nha các chị ơi. Cá này 250 nha, cực kỳ đẹp luôn. Lên không mà không mê là không lấy tiền luôn nha. Cá này 250 này. Có ai lấy cá 250 không ạ? Rất chi là đẹp luôn. Cá 250 thôi nha. 250 một bức thôi. Được miễn phí ship và được xem hàng trước khi nhận luôn. Rất chi là vô tư nha. Rồi, bức đồng quê này nha các chị ơi. Tiếp tới bức đồng quê này nữa này. Bức đồng quê này 350 giùm em nha. 350 bức đồng quê này nha. Đẹp chưa? Bức đồng quê này 350 nha. Hải Đặng Hoàng à, nghĩa không kép hợp. Đúng rồi, anh Hải Đặng Hoàng cho địa chỉ đi chị gái ơi. Đây, đồng quê này 350 nha các chị ơi. Anh Hải Đặng Hoàng là bao nhiêu? Là 650 nha anh Hải Đặng Hoàng ơi. 650 nha anh Hải Đặng Hoàng. Đây, đồng quê này đẹp chưa? Đồng quê này nha. Đồng quê này 350 nha. Rất chi là đẹp luôn ạ. Thêu lụa nha các anh chị ơi, thêu lụa truyền thống nha, không phải là tranh theo chữ thập nha. Hình trắng nền trắng đi chị, ok nha. Có cha mẹ nền trắng chị tìm nha, bức cò nền trắng nha chị gái nha. Bức gì nền trắng? Cò, chim hạt, chim công nền trắng. Rồi em sẽ lên mẫu khác nha. Rồi em sẽ lên mẫu khác đồng quê này. Đồng quê mẫu này 600 nha, đồng quê này, đẹp chưa? Đẹp mê hồn luôn nha. Theo lụa nha, đồng quê này rất chi là to, 1m2 giùm em nha. Lên không là vô tầm 1m4 nha. Đồng quê này đẹp chưa? Đồng quê này 600 nha, rất chi là to luôn. Bằng một gấp đôi bức bình thường nha mọi người nha. Đồng quê này 600, có ai chốt bức đồng quê này chốt giùm em đồng quê nha. À, cá kích thước em, chị ơi kích thước là 60-90 nha chị Thái Phạm ơi. Cá 60-90 nha chị gái. Cá 60-90 ạ. Cá 60-90 ạ. Rồi đồng hồ cha mẹ này, đồng hồ cha mẹ này 190.000 này. Đồng hồ cha mẹ này, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Ồ, quên, nhầm. Thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con. Đây, đây là mặt sau này. Mặt sau nha các chị thân yêu ơi. Mặt sau này, đồng hồ cha mẹ 190.000 nha. 190.000 bức đồng hồ cha mẹ này nha. Thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con, chỉ có 190.000 thôi, quá rẻ và quá đẹp luôn. Rồi, bức hạnh phúc này. Hạnh phúc nền trắng này. Em gái ơi, lấy cái bức đồng hồ đó đẹp mà em. Rồi, bức hạnh phúc này. Đấy, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Bức này 190.000 nha, bức vợ chồng hạnh phúc nha, hạnh phúc này. Thay vì theo chữ vợ chồng thì người ta theo chữ hạnh phúc nha. Hạnh phúc này. À, có tranh theo chữ thập không? Chị Ngọc Thảo ơi, em chỉ có tranh theo lụa thôi chị gái ơi. Em không có tranh theo chữ thập nha. Tranh theo chữ thập rất là cao luôn. Tranh theo chữ lụa là thực ra nó cũng rất là cao.
nhưng mà em đang xả kho để em nghĩ nên là giá nó cực kỳ rẻ luôn chị Ngọc Hảo này. Rồi, ok nha chị gái ơi, chị Ánh ơi, em chốt cho chị rồi nha chị Ánh nhá. Đây, hạnh phúc này, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương chỉ có 190.000 thôi nha. Rồi ok chị Ánh ơi, em chốt cho chị Ánh nha. Rồi. Đây, bức lập tài như ý này. Lập tài như ý này 250 luôn nha. Gia đình vạn sự bình yên này, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy, 250 luôn nha. Rất là đẹp luôn, 250 này, 250 nha. Chị ơi, ok, vậy Minh Tần ơi, chị đây em gái ơi, gì đấy? Đây. Lộc tài như ý này 250 thôi nha. Thêu lụa nha, cực kỳ đẹp luôn. Mọi người đưa, chị đưa lại em bộ tứ quý đi chị. Bộ tứ quý đâu? Tứ quý mới đâu? Đây, em sẽ giới thiệu lại cho các chị cái bộ tứ quý mới này nha. Trời đẹp mê hồn. Đẹp đẹp mà đẹp muốn xỉu luôn nhỉ. Đây. Bộ tứ quý này, bộ tứ quý mới đây nha. Bộ này chỉ có 400.000 một bộ 4 bức thôi này. Xuân này, xuân gì đây? Xuân đa đa kiết thành, xuân đa kiết thành gì đây rồi, không biết nữa. Xuân nghinh nghinh bá phước, đông nghinh bá phước này. À, sao được tranh chữ thập không chị? Sao được lâu. À em ơi, cái tranh thêu kỷ lụa này để chị cho em xem một bức nhá, em gái nhá. Đây, cho em xem một bức ví dụ thôi nha. Rồi, đây là một bức bông hoa này. Cho em xem này. Cái này độ bền hơn tranh chữ thập gấp 10 lần. Tranh chữ thập thì em thêu chỉ được 20 năm thôi. Còn cái tranh này độ bền của nó trên 30 năm nha. Bởi vì tất cả các chi tiết của nó này đều thêu hết này. Không có 3D, không có in này. Nó đơn giản, nó chỉ là một miếng vải đen như này thôi này. Mà tất cả các chi tiết còn lại trên tranh này đều là theo nha. Vũ lộ vô muộn mất rồi. Đây, tất cả các chi tiết trên tranh là theo từ nhỏ cho tới lớn này, em thấy không? Đấy. Nên là em yên tâm, cái bức này độ bền rất chi là cao nha. Tranh theo lụa đóng khung ở đây, chị cho em xem một bức này, một bức sát cho em gái xem này. Đấy, tranh theo lụa, đây là tranh theo lụa nha gái ơi. Tranh theo lụa kiểu theo truyền thống này. Mặt trước mặt sau đẹp như một này, đây là mặt sau nha mọi người nhá. Mặt sau này các chị thấy mặt sau không ạ? Đây là mặt sau này. Đây là mặt trước này. Đấy các chị thấy không? Nên mọi người yên tâm giùm em nha. Tặng tranh đồi này Vũ Lộ ơi. Đấy, thấy chưa mọi người, thấy chưa? Mặt trước mặt sau đẹp như một luôn này. Đấy, các chị thấy chưa? Nên là mọi người yên tâm, cái độ bền của tranh này trên 30 năm, trên 50 năm luôn, không phải 30 năm. Đây, bức thu này. Một bộ 4 bức là 400 nha. Một bộ 4 bức là 400 này. Rất như đẹp luôn này. Bức đông này. Đây là em sẽ cho mọi người xem một bức tranh theo lụa đóng khung nha. Chị lại bê giùm em bức này với. Rồi, để em bê bức này cho mọi người xem nha. Bức hạ này, hạ thượng lục hà trì này. Rồi đây, em sẽ cho mọi người xem một mẫu tranh theo lụa đóng khung rồi nha. Đây là một bức tranh theo lụa đóng khung này, các chị này ok chưa? Đây, đóng khung là như thế này nha, các chị thấy đẹp không ạ? Đơn giản là một bức cành hoa mai thôi mà cực kỳ đẹp luôn này. Đơn giản là một bức cành hoa mai thôi nha. Các chị thấy không? Quá đẹp cho một cuộc tình luôn. Đấy, đấy là tranh theo lụa để đóng khung nha. Vũ Lộ gửi cho em rồi nha em gái ơi. Rồi đây, tiếp tục một bức tranh theo lụa đóng khung này. Tranh theo lụa đóng khung này. Đẹp chưa? Tranh theo lụa đóng khung nha. Tiếp tới là một bức tranh theo lụa đóng khung nữa này. Nên mọi người yên tâm, tranh theo lụa đóng khung cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Một bức tranh theo lụa đóng khung nữa này. Các anh chị thấy chưa? Nên mọi người yên tâm nha, tranh của em không đẹp không lấy tiền nha mọi người nha. Huệ Minh Tâm, Phú Quý Bình An đó nhiêu chị? Phú Quý Bình An mà có mấy con cá hả gái ơi? Phú Quý Bình An này 250 thôi này. Đã chia sẻ rồi chị, em cảm ơn chị Linh Phương, thấy chưa? Mấy anh chị mà thân quen với em mà chỉ cần vào thôi là chia sẻ, không cần nói gì hết đúng không mọi người? Chị Huế Nguyễn, cho chị xem lại mẫu cha mẹ đó đồng hồ đi em, ok nha. Đây này, Phú Quý Bình An này đúng không gái? 250 thôi nha. Mình đặt bộ 4 bức này nhé, chị Nhánh Lan Rừng ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ nha chị gái ơi. Một bộ 4 bức này, trời ơi. Bức này là bức hạ này, hoa lan này, hoa quen hoa sen này. Hạ này đẹp chưa? Đông này, đông này. 400.000 thôi, quá rẻ luôn. Huệ Thanh Trần, hoa mai chị mới cho em xem đó. Huệ Minh Trần ơi, bức hoa mai hồ mới xem hả? Là bữa 400 nha gái ơi, 400. 400 nha, bức Phú Quý Bình An này nhìn lanh ghê á. Bức Phú Quý Bình An đúng rồi, 400 nha. Ai lấy bức Phú Quý Bình An không ạ? Đây là một bộ tứ quý này. Chị Nhánh Lan Rừng ơi, cho em xin số điện thoại nha. À, thế nhanh thì ma
tiệm người ta đóng không đúng rồi. Cái này chỉ cần lên người ta đóng khung thôi nha, không có cần phải thêu nữa. Bởi vì tất cả các chi tiết đều là thêu rồi nha em gái, em trai nha. Đây này, đây là mặt sau này. Mặt sau nha, đã thêu hết rồi nha. Mặt trước này. Đấy, yên tâm chưa? Cái này thêu hết rồi nha mọi người nha. Huệ Thanh Trần, mét mấy hả chị? 1m2 nha Huệ Thanh Trần ơi. 1m2 lên khung, như của chị là 1m5. Như của chị là 1m5 đấy. Đây, bộ 4 bước này, đông này, đông ngâm bạch chất thi này. Hạ hoa sen này. Hạ thưởng lục hà trì này. Đấy, một bộ 4 bước có 400 cực kỳ rẻ luôn. Có chữ tâm không em? Không có chữ tâm, chỉ có bộ tâm nhận trí thôi chị gái nha. Đây, ai lấy bộ tứ quý này không ạ? Chỉ có 400.000 một bộ 4 bước thôi nha. Ai chốt tứ quý thì chốt giùm em tứ quý cộng số điện thoại nha. Một bộ 4 bước rất là nặng luôn. Này, công theo với lại này, em nói cho chị nghe nha. 400.000, các anh chị nghĩ là to nhưng mà thực ra không to đâu các anh chị ơi. Bởi vì nha, tiền vải này, tiền công theo này, tiền chỉ này, đấy, nó đi hết rồi, làm gì còn cái gì lời trong đây nữa. 400.000 á, giống như là cho không các anh chị vậy luôn á, chứ không có lời một đồng luôn á. Các anh chị nghĩ coi. Chị Huế Nguyễn, chị Hằng Nguyễn ơi, em có một bộ tâm nhẫn trí nha. Hồi nãy chị hỏi chữ tâm, bây giờ chị hỏi, hồi nãy chị hỏi chữ phúc, chữ nhẫn, giờ chị hỏi chữ tâm. Em có nguyên một bộ tâm nhẫn trí nha. Chị Hằng Nguyễn ơi, thay vì chị hỏi chữ tâm với lại chữ phúc riêng thì chị mua một bộ đi, tâm nhẫn trí một bộ 3 bức nha. Tâm nhẫn trí một bộ 3 bức như thế là chỉ có 450.000 thôi chị Hằng Nguyễn ơi. Thay vì chị phải mua một bức lẻ là 200 nha chị gái. Chị nhánh lăn rừng lấy tứ quý thì cho em xin số điện thoại nha. Đồng hồ cha mẹ này, ai muốn coi đồng hồ cha mẹ này, em cho mọi người xem lại đồng hồ cha mẹ này. 190.000 có một bức duy nhất màu trắng thôi nha. Một bức duy nhất thôi. Theo lụa này, cha mẹ này. Thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất cả gánh gồng nuôi con này. Bảo Nhi có vải màu khác không? Có nha. Phạm Bùi ok nha. Tí nữa em ra em thoát, em nhắn tin nha. Nhắn lan rừng. Mình đặt bộ tứ quý chị gái ơi. Lấy bộ tứ quý thì cho em xin số điện thoại địa chỉ đi chị gái. Cha mẹ này đấy. Hải Đặng Nguyễn bộ tứ quý với chữ tài lộc ok nha anh Hải Đặng Hoàng ơi. Rồi chị nhánh lăn được cho số điện thoại của chị gái ơi. Đây tiếp tục một bộ tứ quý 350 này. Có ai lấy bộ tứ quý 350 không ạ? Tứ quý có màu trắng màu đen. Từ từ em cho mọi người xem màu trắng nha. Này thu này. Bộ 4 bức là tùng cúc trúc mai này. Hạ này. Bộ này 350 nha. Xuân này. Xuân này. Đông này một bộ 350 thôi nha. Bộ 350 này. Bảo Nhi có bộ 4 bức ý có vải màu khác. Có màu trắng nha em gái. Chờ giờ tí nè. Đặng Thị Phấn cho em xem lại vợ chồng nhé. Ok em chờ giờ tí nha, 5 giây. Để xem cho mọi người xem cái bộ tứ quý màu trắng này đã. Đây vợ chồng đây. Đây này, bộ tứ quý màu trắng này. Trắng này. Thu ẩm hoàng hoa tửu này. Hạ thưởng lục hà trì này. Đấy có màu trắng màu đen nha. À, cho em xem tranh hoa mai chị. Ok nha, tranh hoa mai chị có cái cảnh mai. Cảnh mai vàng đó rồi chị ha. Mình còn một bức mới vứt ra chân cậu. Rồi chờ tí nha. Rồi đây là bức đông này. Đông ngâm bạch tuyết thi này. Bức xuân đây nha. Xuân du phương thảo địa này. Một bộ 4 bức này 350 nha các anh chị ơi. 350 này, tranh theo lụa này. Bộ màu trắng với bộ màu đen nha. Ai lấy bộ màu trắng thì lấy, bộ màu đen thì lấy nha. Chỉ có 350 bộ thôi. Được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận này. Vợ chồng này. Tranh hoa mai này đâu hề? Ở dưới chân cậu mà, tôi có dưới chân cậu mà. Không, cái tranh hoa mai tức là cái tranh hoa mai mà cái này này, cái này này. Đây này. Phải không? Cái này. Để tôi chứng cho. Tranh hoa mai mình đóng khung mình treo á. Huệ Minh Trần, hoa mai tứ quý bình an cho em xem lại. Đây bức cha mẹ này 200 này. Cha mẹ nhận một đời bảo tố để cho con mãi mãi bình yên 200 nha. Đúng rồi. 200 nha. Không phải cũng là phú quý bình an chứ không phải mẫu đấy. Rồi em còn bức đồng hồ hạnh phúc này, em xem luôn này, 170.000 này. Cho mình xem lại bộ 400 ý ok nha. Rồi bức đồng hồ hạnh phúc này 170.000 này. Hạnh phúc này. Trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Còn một bức duy nhất sale 170.000 luôn nha. 170.000 luôn nha. Đây là một bộ tứ 400 này. Bộ tứ quý 400 này bạn gái ơi. 400 này. Xem một lần duy nhất này nữa thôi nha. Đây. Này xuân này. Xuân du phương thảo địa này. Theo cây mai này. Hoa mẫu đơn này. Ok chưa. Bức hạ này. Hạ theo cái hoa sen này. Hạ thưởng. Hạ này. Hạ theo hoa sen đẹp chưa. Mê mẩn chưa.
hạ nhá. Bức đông này. Đấy, thấy chưa? Đông cây tùng này. Đấy, đẹp chưa? Và bức cuối cùng đó chính là bức thu, thu hoa cúc này. Đấy. Kích thước là 35 x 75 nha Bảo Nhi ơi. 35 x 75 một bức nha Bảo Nhi nha. Xuân này. Bức thu chứ quan, thu hoa cúc này. Đấy. Đơn giản một bức không, mọi người đã thấy đẹp rồi chứ đừng có nói gì đến những cái bức khác nữa. Đây, em cho mọi người xem sát từng bức một nha. Đấy. Hạnh phúc ha. Mẫu khác không chị? Có Minh Khang ơi, có hạnh phúc nhưng mà đá được không em? Này, đây này. Các chị yên tâm chưa? Bảo Nhi, Bộ Nhi. Ok, bạn ơi cho mình xin số điện thoại nha. Bạn lấy túi quý 400 thì cho mình xin số điện thoại nha. Đẹp chưa? Đẹp mê mẩn chưa? 400 thôi, chỉ có 400 thôi là được một bộ tứ quý 4 bức rồi. Mà tứ quý mà thì có ý nghĩa là 4 mùa phú quý nha. Bảo Nhi lúc nãy lấy cái gì tài lộc hả chị? Vợ chồng với cha mẹ. À, vợ chồng cha mẹ Bảo Nhi, vậy là được 3 bức không Bảo Nhi ơi? Cho mình địa chỉ luôn đi Bảo Nhi ơi. Một bộ 4 bức tứ quý này. Thấy chưa? Công thêu này, tiền vải này, tiền trĩ này. Là đã đi hết rồi, không còn một lời một xu luôn đấy. 4 bức mà có 400.000 là tính ra một bức này có 100.000 cho bao nhiêu. Mà các anh chị lại là còn được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận nữa. Là một bộ này có 90 à. Một bức này có 90 à, rẻ như bèo. Cho xem lại vợ chồng với, xem chưa? Tìm nhanh vợ chồng đi chị. Đây, bức phú quý Bình An này chị ơi, chị xem bức phú quý Bình An này. Bức này là 550 em xem còn 400 này. Một bức duy nhất này. Phú quý Bình An này. 550 còn 400 nha. Ai lấy vô chốt bức này thì chốt nha. Vinh hoa phú quý niên trường thọ phúc lộc an khang tuế cát tường này. 550 còn 400 này, phú quý Bình An tại vì còn một bức duy nhất. Em đóng không một bức em treo rồi, còn một bức này em sale cho nó hết luôn. Phú quý Bình An 400. Ai chốt phú quý Bình An thì chốt 400 nha. Rồi bức vợ chồng này. Vợ chồng này 200 này. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu này, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương có 200 bạc à. 200 bạc được bức đồng vợ chồng rồi. Vợ chồng 200 này, đấy cho mọi người xem mặt sau để mọi người yên tâm là tất 100% là theo hết nha. Vợ chồng này 200 này ok chưa? 200 thôi vợ chồng này. Ai chốt vợ chồng thì chốt nhanh nha, có còn một bức, còn bức hay hai bức gì đấy. Còn một bức hay hai bức gì thôi nha. À, giao đúng hàng em nhé. Chị đặt bộ tứ quý 400 đó nha. Ok, chị nhánh lan rừng không thể nào mà lộ được. Cái bộ đấy em chỉ có 10 bộ duy nhất thôi, không thể nào mà lộ được. Có lộn chị quay đây chị chửi thẳng mặt em luôn. Đây, vợ chồng này. Đấy, vợ chồng này 200 nha. Các anh chị nếu mọi người muốn lấy tứ quý thì lấy ngay ngày hôm nay đi. Qua bữa sau em sẽ bán 450 nha. Em lấy vợ chồng Đặng Thị Phấn ơi, lấy vợ chồng cho mình xin số điện thoại nha. Chị Bảo Như, Bảo Nhi cho mình bộ tứ quý mình xem thử trước nhé. Nếu lấy ok mình ok nha chị Bảo Nhi nha. Vậy thì chị hủy hai bức kia đúng không? Bảo Nhi ơi, vậy thì hủy hai bức kia hả? Chị Đặng Thị Phấn lấy vợ chồng rồi chị gái ơi. Ok. Rồi em đi mẫu khác nha. Em đi mẫu khác, có rất nhiều mẫu luôn các chị, từ từ nha. Đặng Hồng Phúc cho em xem loại ba bức em chờ tí chị gái ơi. Loại ba bức Phúc Lộc Thọ Xuân Vàng, chờ em tí nha. Rồi. Bức đồng quê này quá đẹp luôn nha. Bức đồng quê này 550 nha. Đồng quê này 550 ạ. Đồng quê này 550 nha các chị thân yêu ơi, 550 bức đồng quê này nhá. 550 thôi ạ. 550 là có một bức rồi, thay vì các chị mua một bức này ở bên ngoài là phải tới 1.1.000, 1.2.000. Em bán chỉ có 550 duy nhất 550 thôi. Các chị được miễn phí ship, được xem hàng trước khi nhận nha. Mình mua ở bạn là lần đầu. Vâng. Ok nha chị Bảo Nhi nha. Vậy là chị lấy hai một bức bộ tứ quý, còn hai bức kia chị hủy đúng không? Em lấy bức cha mẹ 200 nha chị Huế Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại luôn. Chị Huế Nguyễn cho số điện thoại cho chị gái ơi. Hương Xuân lấy đồng quê thì comment số điện thoại nha. Đây đồng quê có 550 bạc à. Thay vì các chị mua ở bên ngoài tới 1.2.000 bạc thì em bán chỉ có 500 bạc, 550 bạc thôi nha các chị ơi. Rẻ như bèo. Thay vì mình mua bộ đồ mình mặc có 5-7 tháng thì mình treo trong nhà, mình treo cả đời luôn ấy. Còn... vâng, ok nha. Chị Bảo Nhi hủy, chị lấy một bộ tư quý thôi nha chị ơi. Huế Nguyễn hủy luôn hả? Huế không lấy nữa hả? Huế Nguyễn lấy cái gì ạ? Hồi nãy lấy cha mẹ gì? Em hủy bức cha mẹ 200 nha chị. Ừ, Huế Nguyễn ơi. Rồi bạn lấy tư quý hủy hai cái hả? Ừ, lấy một bộ tư quý thôi. Rồi đây một bộ ba bức này. Một bộ ba bức này, ai hỏi một bộ ba bức này. Đây là chữ Phúc này. Phúc đầy nhà năm thêm giàu có, đức ngập tràn ngày một vinh hoa. Đây là chữ Phúc này. Hương Xuân lấy đồng quê cho em xin số điện thoại nha.
chữ lộc, lộc này đa lộc đa tài đa phú quý, đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm. Còn đây là chữ thọ nè, phúc như đông hải trường lưu thủy, thọ tỷ nam sơn bách lão tùng. Một bộ ba bức thế này có 450.000 thôi nha. Chị Bảo Nhi lấy bức cha mẹ luôn, lấy cả cha mẹ chị bỏ vợ chồng ra thôi mà. Chị Hương Xuân ơi, chị lấy đồng quê là kìa, nhớ ghi đồng quê 550 vô để lộn nha chị gái nhá. Okay. 550 nền trắng được vậy á. Rồi em sẽ đi mẫu khác nha. Một bộ 4 bức quen nhập, một bộ 4 bức phúc lộc thọ là 350 nha. Quen 450 một bộ 3 bức nha. 450 một bộ 3 bức phúc lộc thọ nha. Phúc lộc thọ sen vàng treo trong nhà hên lắm, tại vì phúc lộc thọ có ý nghĩa là cầu phúc, cầu lộc, cầu thọ, mà sen vàng thì biểu tượng cho sự may mắn và trường tồn ấy, trường tồn ấy, tức là sống thọ ấy, sống lâu trăm tuổi ấy. Phú quý bình an này 250 nha, phú quý bình an này. Cành hoa mai này 250, cành này cành nhỏ nha. Lấy cha mẹ đồng hồ màu trắng 190.000 chị Huế Nguyễn kìa. Đổi hả? À 190.000 bức đồng hồ cha mẹ có một bức thôi. Chị Huế Nguyễn chốt là không có ai nữa đâu. Rồi đây nha. Phú quý bình an này. Phú quý bình an này 250 nha, cành hoa màu vàng trắng này. Hả? Ừ, màu trắng có một bức đi mấy hết rồi. Bức đồng quê này, đồng quê này 600 luôn này, có ai chốt bức đồng quê này không? Cực kỳ đẹp luôn nha. Chị Huế Nguyễn coi số điện thoại đúng chưa nha chị gái ơi. Đây mọi người ơi, lên địa chỉ giùm em luôn nha. Lên địa chỉ giùm em luôn các anh chị ơi, để tối em có công việc á, em đi lên công ty á, em không có ở nhà. Tối em đi lên công ty nên em không có ở nhà. Nên là các anh chị ơi, mọi người cho em xin địa chỉ luôn nha các anh chị ơi. Lên công ty để lo trả công thợ cho người ta này, trả công thợ cho người ta theo này. Đâu phải dễ dàng gì đâu mà được ra một bức tranh nha các anh chị nha. Mà cái bức này em bán có 600 bạc à, theo biết cả tuần mới xong một bức như thế này nha. Đấy, đồng quê này 600 nha. Đồng quê này 600 nha các anh chị ơi. Ai lấy đồng quê này 600 thì comment em đồng quê 600 cộng số điện thoại vô nha. Cho mình xem bộ lớn nhất và đẹp nhất được không lấy nhỉ? À bạn Nhánh Lan Rừng ơi, bộ gì mà đẹp nhất lớn nhất chị gái ơi? Chị xem bộ phúc lộc thọ hay là bộ tứ quý ạ? À? Rồi bức đồng quê này 600 nha. Nãy bạn lấy tứ quý lớn là đẹp nhất rồi. Chị lấy cái bộ mà đẹp nhất rồi đấy, chị nhắn Lan Rừng ạ. Bộ tứ quý là chị lấy là bộ đẹp nhất rồi đấy. Bức đồng quê này 600 luôn này. Bảo Nhi cho em xem bộ phúc lộc thọ. Em ơi, bộ phúc lộc thọ sen vàng hay là bộ phúc lộc thọ thuyền hay là bộ phúc lộc thọ đỏ em? Phúc lộc thọ đỏ sao luôn chị này? Một bộ 3 bức phúc lộc thọ này 190.000 nha, một bộ 3 bức chỉ 190.000 thôi. Đây. Đồng quê này 600 nha. Đồng quê này 600 này. Các anh chị ơi, Bảo Nhi ơi, chị Huế Nguyễn ơi, lên cho em số điện thoại, quên lên cho em địa chỉ luôn đi chị gái ơi. Bức đồng quê này 600 nha, các chị gái cho em xin địa chỉ luôn nha, tại vì tối em lên công ty em không có ở nhà nên là em không có thời gian chốt cho các anh chị á. Các anh chị cho địa chỉ thì tốt em tối em sẽ gói cho các anh chị luôn để sáng mai đi hàng luôn nha mọi người nha. Rồi bức phú quý cát tường này. Nhánh Lan Rừng ok nhưng có tranh nào lớn không? Có nha chị ơi. Xin chào Thiện Kha nha. Bức phú quý bình an này 390 này. Phú quý cát tường nha nhầm. Phú quý cát tường này 390 này. Bức lớn nhất đẹp nhất. Cho em chị xem bức đồng quê lớn nhất đẹp nhất. Chị ơi, cụ thể là bức đồng quê lớn nhất là đẹp nhất là bức này chị gái ơi. Bức này 700 này. 700 này. Cụ thể là bức này lớn nhất và đẹp nhất này. Bức đồng quê này 700 nha. Đẹp chưa? Cụ thể là bức này lớn nhất và đẹp nhất nha. Bố cục của nó cũng rất chi là hài hòa nữa. Chị thấy không? Bức này lớn nhất nha chị gái ơi. Lớn nhất này và đẹp nhất luôn, 700 này. 700 này. Ok chị Bảo Nhi cho điện thoại này. Ngữ Bình Dương thì đầu tuần sau nha Bảo Nhi ơi, đầu tuần sau là có nha Bảo Nhi nha. Này bức đồng quê này quá to luôn đấy. Bảo này một bức này là lớn nhất, đẹp nhất là bức này đây. Chị Hương Xuân ơi, đồng quê thì mỗi người mỗi mắt nhìn nhưng mà bức nào cũng đẹp hết. Đây này em cho chị xem bức lại bức thứ nhất và bức thứ hai nha chị chọn nha chị gái. Đây là bức 600 này, chị nói là cái bức 600 là bức thứ hai này đúng không? Đấy. Bức 600 là bức thứ hai này. Bức thứ hai này 600 này. Rồi bức
550 này. Mức đầu tiên 550 này. Chị thích lấy bức nào? Bức 550 này đẹp đó chị. Bức 550 này em nghĩ là bức 550 này đẹp rồi. Bức 550 này. Đồng quê nha, quá đẹp luôn. Đồng quê này. 550 này. Ok chưa? 550 này. Cho xem lại hết luôn đi cho mọi người thỏa mãn luôn đi nha. Mẫu này 600 này. Lúc nãy ai lấy mẫu 550 thì comment là 550 này. Đây là mẫu 600 số 1 này. 600 số 1 này. Đây là mẫu 600 số 1 nha. Rồi. Đây là mẫu 600 số 2 này. Đây là mẫu 600 số 2 nha. Cho em xem bức đính đá cá đi chị. Đính đá cá thì không có, đang tặng hết nha em gái ơi. Này đồng quê 600 mẫu số 2 này. Nhắn Lan đừng, mình không ưng lắm. Nếu có bức khoảng 1m8 đến 2m thì có cá nha chị. Nhắn Lan đừng được không ạ? À? Có cá được không chị gái ơi? Cá 2m chị gái ơi. Đính đá. Nó rõ là đính đá phải theo. Đính đá, ừ đính đá 2m sau lưng chị có một bức cá đấy. Sau lưng chị á. Ý là bà đang hỏi theo mà đúng không? Chị ơi, chị muốn hỏi theo hay là theo á thì bức đó là kích thước lớn nhất rồi. Tại vì theo lụa ấy nó có cái khung sẵn đó chị. Mà cái khung đó là lớn nhất rồi, không có một bức nào mà có thể lớn hơn nữa. Mà có lớn hơn nữa thì tắt cỡ tầm 5 triệu. 1m8 thì tắt cỡ tầm 5 triệu như chị lắng nhanh đừng nhá. Bức này 600 ạ. À. Chị lên live thì em ngồi nhìn nó lắm quá. Được rồi. Giờ đến lượt xem cái gì đây. Rồi em đi lại nha các anh chị ơi. Là đồng quê này. Đồng quê này 600. Rồi, đồng quê nè, đồng quê này 600 nha, kích thước 70 x 1m2 nha. Đấy, 600 nha các anh chị ơi. Bức đồng quê này 600 nha. À chị ơi, hình như bộ này bộ công xòe á chị. Rồi một bức Phú Quý Bình An này, ai lấy bức này em xả nhanh luôn, 450 nè. Phú Quý Bình An này nha, cá hoa sen, 9 con cá và bông hoa sen nha các chị ơi. Đấy, ai lấy bức này em xả luôn 450 nha. Và một bộ Phú Mộc Thọ 190.000 này. Rồi một bức lộc, một bộ Phúc Lộc Thọ 190.000 nè, đây chữ Phúc nè. Phúc sinh phú quý gia đình thịnh, lộc tấn vinh hoa phú quý hưng ạ. Đấy, đây là chữ Phúc nha. 190.000 một bộ, 3 mức nha. Đây chữ Thọ ạ. Trời thêm ngày tháng người thêm thọ, xuân rạng nam sông phúc rạng nhà nha. Rồi còn đây là chữ Lộc đây ạ. Đa lộc đa tài đa phú quý, đắc tài đắc lộc đắc nhân tâm. Một bộ 3 mức là lên khung là như hình sau lưng em ấy các chị gái ơi. Chỉ có 190.000 thôi ạ. Quá rẻ luôn ạ. Đây một bức hổ nè. Một bức hổ này em còn một bức duy nhất xả 150 thôi nha. Hổ này, xem bức đính đá cá đi Phạm Tiêu Châu. Đây rồi. Bức hổ đấy, bức hổ đấy 150 nhá. 150 thôi ạ. Rồi bức Phú Quý Bình An này, cành mai vàng này 250 này. Vinh hoa phú quý niên trường thọ, phúc lộc an khang tuế cát tường nha. Bức Phú Quý Bình An ạ, 250 bức này thôi, vừa đẹp mà vừa ý nghĩa. Cứ cái bức nào mà liên quan đến màu vàng thì quá đẹp luôn. Rồi mọi người thích coi tranh đá không ạ? Em chuyển qua tranh đá cho mọi người xem nha. Chuyển đá. Ừ, chuyển qua tranh đá đồng giá 190.000 nha. Cho chị Đặng Thị Phấn ơi, cho em xin điện thoại nha. Đêm trước đặt hàng không chốt hàng vậy. Thiện Kha ơi, em đâu có thấy anh Thiện Kha hôm bữa đã không cho em số điện thoại anh Thiện Kha ơi. Hôm bữa đó em kiểm tra anh đâu cho em số điện thoại đâu mà chốt. Đây Phú Quý Bình An này 350 nè. Anh Thiện Kha ơi, cho em lại số điện thoại nha anh Thiện Kha nha. Cho em xin số điện thoại nha. Rồi bức Phú Quý Bình An này 350 nha. 350 ạ. Theo lụa này. Em còn một bức ngựa em xem luôn này. Còn bức ngựa này thôi hết rồi. Đây em còn một bức ngựa này nha. Mã đáo thành công nè. Mã đáo thành công nha các anh chị ơi. Coi tứ quý chị Trần Thiên Ngân ơi. Ok chị gái nhá. Để em cho chị coi tứ quý nhá. Đấy, mã đáo này là kích thước 70 x 1m2, 650 nha. Mã đáo thành công này có nền trắng và nền đen luôn nha các anh chị ơi. Rồi, chị Ngạn Nguyên Hình coi tư quý này.
Đây là một bộ tứ quý mẫu mới nhất của chị Ngân Hình nhá. Xuân này. Xuân đa kiếp khánh, tức là mùa xuân á thì tiền tài vào như nước nha. Có mà anh Thiện Kha, ok anh Thiện Kha nha, hôm bữa em không thấy số điện thoại khổ ghê. Em chốt hạ em muốn chốt anh lắm luôn đấy. Hạ thêm hoa sen nè. Đấy. Đưa anh nào. Hai bức tiền ở đâu? Cái gì? Bà ôi làm gì thử. Cỡ có đá cỡ 150.000 không có, có nha bạn gái, có nha Minh Thao. Bức thâu nè. Thấy không tiếp. Ngọc Thanh. Thu có bức có cũng ngưng quần hội nha Ngọc Thanh ơi. Đông nè. Ủa cái của chị bên nào, của em bên nào nhỉ? Nãy giờ toàn cái của Tuyết không á, của tớ không đi. Đây. Chị anh Thiện Kha này, anh Thiện Kha hôm bữa anh Thiện Kha lấy cái gì anh Thiện Kha ấy? Một bộ 4 bức xuân hạ thu đông này 400 nha các anh chị ơi, chỉ hôm nay thôi nha. Sang ngày hôm sau em sẽ bán 450.000 nha. Chị Hương Xuân ơi, lấy một bộ tứ quý thì cho em xin tứ quý cộng số điện thoại nha chị gái ơi. Tứ quý bộ đấy 400 nha. Anh Thiện Kha hôm bữa anh chốt cái gì anh Thiện Kha ha? 0916750053. Mua về luôn nha. Phú Quý Bình An nè, Phú Quý Bình An nè, 200. Em Huệ Minh Trần ơi. 80.000 nha. Cái này là thêu xong rồi Huệ Minh Trần nhá. Còn bạn muốn mua về để đó từ từ đóng khung thì cũng ok luôn nha. Đổi không lấy đầm quê chị Hương Xuân. Chị Hương Xuân okay. Không lấy đầm quê. Ok chị Hương Xuân nha, lấy chị Hương Xuân cho số điện thoại chưa? Rồi. Chị Hương Xuân ok, chị Hương Xuân nha. Sao chị ghi của chị luôn đi. Ta chụp hình. Ok chị Hương Xuân nha, em ghi chị Hương Xuân rồi nha. Xem lại bức mã đã thành công đính đá 297. À, anh Thiện Kha ơi, bức mã đã thành công đó hết rồi anh Thiện Kha ơi, còn tranh theo lụa thôi. Anh Thiện Kha ơi, không bữa đó anh không cho em số điện thoại, em đâu có số để mà em ghi đâu. Thuận buồm xuôi gió nè, xả nhanh 550.000 nha. Lên trắng nè, xả nhanh luôn 550.000 nè. 550.000 nha. 1m2 nha, ai lấy em xả nhanh luôn 550.000, kích thước 70 x 1m2 nha. Đính đá em còn theo lụa đấy anh Kha ơi. Em còn theo lụa này mà đã thành công này. Bức cá này 450 này chị. Rồi. Nhà chị Hương Xuân à, em cảm ơn chị gái ạ. À. Bức lộc tài như ý này, cá hoa sen trắng này. Bức này em xả luôn 450 nha, 1m2. Em còn có một bức duy nhất này em cứ xả rẻ luôn tại vì nó cứ còn một bức á. Thiện Kha hôm bữa em không cho số điện thoại. Anh lấy theo lụa đi, theo lụa đẹp lắm anh Thiện Kha ơi. Bức theo lụa này nó to một gấp đôi với lại cái bức trinh đính đá mà. Đính đá thì nó lại không sang bằng theo lụa đâu, theo lụa nó sang hơn. Đây ạ, à, theo lụa đây nha. Mã đá thành công 70 1m2 nha, 650.000 ạ. À. Giờ cái gì mà giờ cái đít lên vậy bà? Cái đầu đâu? Cái đầu đây. Thì đang Vĩnh Ly. Rồi, coi đính đá, bắt đầu mình lên đính đá này các chị ơi. Bắt đầu em lên đính đá nha. Bạn ơi, 650.000 nha, ai lấy mã đáo thành công chốt là mã đáo kèm số điện thoại nha. 650.000 nè. Rồi. Rồi, tranh đính đá đồng giá 190 nha. 190.000 ạ. Rồi, bước đây là mã số 155 nha. Đi khắp thế gian không ai thêu bao nhiêu vậy? À, Thiện Kha. Anh Thiện Kha ơi, thêu 650 nha anh Thiện Kha nhá. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Bức này mã số là 155 190.000 ạ. 155 190.000 nha. Theo bao nhiêu vậy? Đúng là 650 này. Rồi một bức cha mẹ nè. Mã số 073. 073. Ơn cha. Ơn cha là đại dương vô tận, con chỉ là con sóng nhỏ lăn tăn nè. Chưa thấp thấp chút rồi, thấp thấp chín nữa rồi, đúng rồi. Đây, đây là bức cha mẹ, ơn cha mẹ là đại dương vô tận. Cha mà con chỉ là con sóng nhỏ long tâm, mã số 073 nha. 073. Xem lại mã đã thành công trên Thiện Kha, xem lại bức mã đã thành công mình trắng đó chị gái. Đây là mã đã thành công đây nha anh ơi. Cái này là theo lụa nha anh Thiện Kha nha. Rất chị đẹp luôn, em chào chị Nga Cute nha. Mụ suýt hút hồn là sao anh Tèo Kha. Sợ luôn á. Đấy, mã đáo thành công 650.000 ạ. À. Kích thước 70 x 1m2 nha. Anh lấy mã đáo thành công thì comment mã đáo thành công kèm số điện thoại cho em nha. Anh Thiện Kha ơi, thay vì cái bức đính đá có 250, anh lấy cái bức này 650 đúng đáng giá đồng tiền luôn anh. Đáng giá đồng tiền bát gạo luôn ạ. Rồi. Tiếp tục mã số 155 này, 190.000 này. 155 ạ, 190.000 ạ, 155 nha.
155 ạ, 190.000 ạ. Rồi, bước này mã số quá đẹp luôn. 162 đồng hồ cha mẹ này. Bước này quá đẹp luôn nha các anh chị ơi. 190.000 luôn ạ. Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Bước này cũng có 190.000 thôi ạ. Quá đẹp luôn ạ. Mã số 162 nha. Bước đồng hồ đã mã số 162 nha các chị anh chị ơi. Ôi đẹp quá. Bước phu thai viên mãn này cũng 190.000 luôn. Mã số là 960 nha. 960 ạ. Ai lấy bước này comment giùm em mã số 960 cộng số điện thoại. Chị sẽ qua đây tí xíu chị ngay. Đúng rồi, 960 cộng số điện thoại giùm em nha. Phu thê viên mãn. Cái bước này mà treo trong phòng ngủ là đẹp phú hồn luôn ạ. Đa lộc, đa tài, đa phú quý. Đắc tài, đắc lộc, đắc nhân tâm. Bước này mã số là 378 ạ. 190.000 luôn. 378 nhá. Ai lấy mã số 378 thì comment giùm em mã số 378 cộng số điện thoại nha. Đây là bức phúc lộc thọ này. Phúc lộc thọ, gia đình vạn sự bình yên, tài vô lộc đến, phúc duyên tràn đầy. Bức này mã số là 176 nhá. 176 ạ. Ai lấy bức phúc lộc thọ này 190.000 comment giùm em 176 cộng số điện thoại nhá. Đây, đây là bức cha mẹ nha. Cha như hoa phấn giữa trời, thiên thu tình mẹ rạng ngời tâm con. Bức này mã số 120 nha. 120 ạ, 190.000 luôn. Mã số 120 nha. Cha như hoa phấn giữa trời, thiên thu tình mẹ rạng ngời tâm con nha. Rồi, bước này là bức cha mẹ đồng hồ. Tiếp tục một bức cha mẹ đồng hồ hoa mẫu đơn, vừa đơn giản lại vừa đẹp luôn. Em lấy bức cá chưa? Bức cá chưa? Chưa, đã lấy bức cá đâu Trần Trang? Em mới lấy cái bức cha mẹ hay bức gì á? Đây nè, bà Trần Trang hôm bữa bà lấy cái bức này nha mà. Hả? Lấy đâu cái chép? À lấy rồi, lấy rồi. Lấy rồi nha Trần Trang nha. Minh Kha có 160.000 không? Chờ tí chị xem tự có không? Không, hình như bữa nay hết 160.000 rồi Minh Kha ơi. Có 190 à? Có Hồng Phạm vào xem này. À vậy hả? Chị Hồng Phạm hả? Chị Nga Cô Te. Đây cha gì? Chị phải chia sẻ cơ, chị chia sẻ tăng chị Hồng Phạm vô mới được cơ. Cha như hoa phấn giữa trời, thiên thu tình mẹ rạng ngời tâm con. Đấy. 190.000 nha các anh chị ơi. Ai lấy bức này comment là mã số là Y11 ạ. Y11 kèm số điện thoại nha. 190.000 nha. Chị ơi chị. Bức nãy bức thuận buồm xuôi gió chị bỏ ra chưa vậy? Chưa đúng không? Hồi nãy có bỏ bức thuận buồm xuôi gió ra đây rồi. Nhưng mà không tìm thấy. Cậu chưa làm. Rồi một bức cha mẹ nữa đây ạ. Thương cha xuôi ngược giữa dòng, mẹ yêu tất tả gánh gồng nuôi con đây ạ. Nguyễn Thảo bây giờ mới thấy em này. Nguyễn Thảo ơi, đính đá đức mẹ không? Em không có đính đá đức mẹ nha chị Thiên Ngân ơi. À, coi. Bức này comment là 759 nha. 759 kèm số điện thoại này. Nguyễn Thảo quà tặng xong rồi gái ơi. Nhím môn đính đá hả chị? Ừ, nhím môn ơi đính đá nhá. Này bức thuận buồm xuôi gió. Vợ chồng nè. Đây vợ chồng này nha. 169 ạ, mã số 169 này. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Mã số 169 nha. Các anh chị ơi, ai lấy bức này comment là 169 kèm số điện thoại nha. 169 này, đây, thuận buồm xuôi gió mới này. Trời ơi, em có một bức thuận buồm xuôi gió mới cực kỳ đẹp, cực kỳ mê. Thợ nó mới thay xong rồi chưa? Mẹ trời ơi, quá theo đẹp luôn. Theo gì mà theo luôn nha các anh chị ơi. 8 ngày mới xong bức đây. Mẹ nó chứ. Đây, thuận buồm xuôi gió mẫu mới nhất đây nha các anh chị ơi, 650 nha. Thuận buồm xuôi gió này 650 ạ. Thuận buồm xuôi gió này, cho em xem bức cá hoa sen nói. Chị nói đi chị hả? Bức cá hoa sen à? Ừ, chờ chị tí chị cho em xem. Không, cá hoa sen này thế này nè. Cá hoa sen này đen hay nền trắng á Trang ơi? Trang ơi, nền trắng hay nền đen á? Nền đen này 250 này Trang này. Đây cá hoa sen 250 này nha. Vinh hoa phú quý niên trường thọ. Phúc lộc an khang tuế cát tường đấy, 250.000 bức này nha. Ai lấy bức này comment 250 kèm số điện thoại nha. Phú quý bình an cá này, ai lấy bức này comment cá kèm số điện thoại này. 250.000 nha. Đá còn bức bự chảng à. Đó. Rồi, bức gì đây? An khang thịnh vượng này. Bức này 100, bức này xảo luôn 100 này. Ai lấy bức này không? 100.000. Ờ, ấy mốc chị nói đó à.
Thế thì tí nữa inbox cho chị đi trần trang, do chị bây giờ chị cũng mệt quá à, muốn xỉu rồi. Đây một bức cha mẹ nữa nè, một bức cha mẹ này, mã số 896, ai lấy bức này comment 896 kèm số điện thoại nha. 190.000 nha. Toàn bộ là đã thành phẩm rồi nha các bạn ơi. Rồi em còn một bức lợp này, còn một bức lợp mẹ đây luôn nè. Lọc đủ đầy mùa nay mùa mùa ren mùa ren lọc đủ đầy no ấm quanh năm nha. Bức này 190 luôn nha, mã số là 177, ai lấy bức này comment 177 kèm số điện thoại nha. Này bức lọc đá theo này, rồi đây bức lọc đá là bức lọc theo này, bức lọc theo này 200 mấy nhỉ. Thôi xả luôn 190 luôn đi. Rồi bức này em xả luôn 190, ai lấy ngày hôm nay 190 quá rẻ luôn. Bình thường em bán 230 nha các anh chị ơi. Lọc theo, lọc đủ đầy no ấm quanh năm. Đấy mẹ đây lúa này, ai lấy theo thì chốt theo, mà ai lấy đá thì chốt đá cho em nha. Lọc nha. Ủa thêm lên này đấy. Được chưa? Đây một bức hạnh phúc vạn niên trường nè. Đấy bức này 198. Bức này 198 nè. Đúng rồi, chị thấy trà sữa của chị đâu. Rồi một bức cha mẹ khác nữa nè, trời ơi bức này đẹp quá. Đấy bức này đẹp quá, bức này mã số là 156 nha. 156 ai lấy bức này chốt 156 kèm số điện thoại. Ok này. Nha Ánh ơi, ok nha, cho thêm tranh theo đi để lấy thêm hương xuân, lấy lọc theo nhé. Ok nha chị Ánh ơi, ok nha chị Ánh nha. Đây em còn một bức Phật này, trời ơi ai lấy bức Phật này 190 luôn này, 190 luôn này, theo hết rồi nha các anh chị ơi. Đâu theo gì má? À quên, đính đá hết rồi nha các anh chị ơi, đính đá hết rồi nha. Bức này đính đá, Phật này đính đá kính luôn á. 292, bức này 292, ai lấy bức này chốt 292 kèm số điện thoại nha. Đính kín kìm kịp luôn ạ. Các anh chị ai muốn xem tranh gì thì comment lên em sẽ cho các anh chị xem tranh nha. Chị Hương Xuân ơi, chị muốn xem tranh gì chị Hương Xuân? Em sẽ cho chị xem. Các anh chị ơi, mấy giờ rồi? Các anh chị ơi muốn xem tranh gì thì comment cho em đi, em sẽ cho các anh chị. Chắc em online nha. Chắc em online đi vô nhà bà đây. Các anh chị muốn xem tranh gì nữa còn mai em sẽ cho xem xong, còn không em phát like nha. Hôm nay mệt quá rồi, hôm nay mệt quá. Chị Hương Xuân ơi inbox cho em nhá. Có tranh hoa mẫu đơn không em? Hoa mẫu đơn thì chắc phải kèm cái gì thôi, chứ hoa mẫu đơn riêng thì không có nha chị gái ơi. Có hoa mẫu đơn nhưng mà là tranh cá hoặc là tranh công nha chị ơi. Chị Huỳnh Thiên Ngân ơi, em nói này, chị có thể ghé Facebook tham khảo mẫu được không? Tại vì bây giờ em có việc á, em phải đi công việc một chút xíu đã. Em lên công ty nhá, để thanh toán công cho thợ chứ không là muộn mất rồi. Rồi em chào các chị nha. Để lên thanh toán công cho thợ thêu chứ không là họ nghỉ mất rồi, họ đi về họ lại kiện cáo em chết nha chị nha. Inbox cho em nha các anh chị ơi, inbox nha.